Phân tách pi, cách pi lên gốc tập 46. Bây giờ thì tuyệt đối không được sai lầm đấy. Mì, xá, xíu, veo. Á, à, chạm vào cành cây rồi. Thôi rồi, bánh vượt ra ngoài rồi kìa. Hay quá, quả bánh đẹp tuyệt. Phù, cuối cùng mình cũng lên được đôi quả rồi. Nếu đánh tơi sát cột cờ, hay biết mấy. Ha ha, từ một chỗ khó đánh như thế mà đánh được lên đôi quả thì thiệt là hết ý, phải không anh Mập? Hoan hô, thank you very much. Không có mấy đứa khỉ này thì dễ gì mà hai gậy đã lên tới đôi quả. Ha ha, thật tuyệt vời. Tepi chư 16, Alontino chư 17, lỗ số 9, 359m, gậy tiêu chuẩn 4. Bánh của Alontino phạm OB bị trừ hai gậy, phải đánh lại kết quả gậy thứ 3. Đánh vào khu cỏ cứng. Bánh của Toratino ở ngay giữa đường banh. Gậy thứ nhất rất an toàn. Tepi nhờ tìm được khe ở rừng cây nên chỉ hai gậy đã đưa banh lên đồi quả. Toratino chư 15. Khoan đã, banh của tôi ở xa hơn ông Alontino. Ồ, ồ, tranh lệch có một chút xíu thôi mà. Ông ta định lợi dụng vị trí thuận lợi để đánh trước, đưa banh lên đồi quả là gây sức ép tâm lý với ông Alontino đấy. Bắt đầu hơn thua rồi đấy. Ồ, quả banh này nhắm thẳng vào cột cờ đấy. Kịch, cảm ơn. Quả banh tuyệt vời, hoan hô, có cơ hội podi rồi, hay quá. Xin đừng nói là có cơ hội podi mà, phải nói là chắc chắn được podi thì đúng hơn. Ha ha ha. Toratino đánh banh gần cột cờ như thế sẽ khiến Alontino càng khó đánh hơn. Alontino càng lúc càng căng thẳng. Ông ta bị khu rừng cây chắn mất đường banh. Banh lại nằm sâu như thế, chẳng dễ đánh chút nào. Chưa kể, ở trước mặt đồi quả lại có ao nước gầy. Kịch, vèo, ồ, banh ra được rồi kìa. Hình như đánh hơi nhẹ thì phải. Có vượt qua khỏi ao nước không đấy? Kịch, banh lên đồi quả rồi, lợi hại thật. Go! Hoan hô, ông ta cứu banh hay quá, tuyệt vời, lợi hại quá, út trời. Anh cư thật, chả trách được mệnh danh là ngôi sao của Tây Ban Nha. Thật đáng khâm phục. Mucha gracias, cảm ơn. Từ chỗ khu cỏ thô khó đánh như thế mà tính toán sao cho banh vượt qua ao nước rơi xuống ngay bờ ao. Không hổ danh là tuyển thủ quốc tế. Tôi đánh trước đây, tôi cũng đánh trước đây, xin mời. Alontino chư 16, Toratino chư 16, Poli tuyệt vời, Boki tuyệt vời. Đến phiên mình. Có nhổ cột cờ không? Ừ, cô nhổ lên dùm. Được thôi, tuyển thủ Alontino phạm OB lên nên giành thành tích, còn ăn 16 gậy. Còn Toratino vốn được giải Nam Á cũng được 16 gậy. Như thế thì nếu gậy này mình đánh vào được, mình sẽ ăn 17 gậy, chễm chệ ngồi trên ghế hạng nhất. Hay lắm, nhất định phải đánh vào. Sao, sao rồi? Ồ, chính xác lắm, ngay trên đường banh. Hay lắm, vào đi, vào đi. Ôi, ồ, ghét thật. Biến cái đầu, tiếc thật. Gậy tiêu chuẩn tuyệt đẹp. Cậu chẳng qua cũng chỉ là người mới thôi, đừng có kiêu ngạo quá đấy. Ha ha. Tepi chư 16. Kết quả Alontino, Toratino và Tepi thuộc tổ cuối cùng đồng hạng nhất ở nửa hiệp đầu. Thiệt là nếu như gậy vừa rồi mà đánh vào thì mình đã đứng hạng nhất rồi. Hoan hô. Ôi trời ơi, ôi. Cậu không sao chứ, Tepi? Ha ha, tôi vấp phải sợi dây điện đó mà. Chỉ còn có nửa hiệp mà thôi, cố lên nhé. Tôi biết mà. Tepi, cậu làm sao thế? Cậu có vẻ mệt lắm đấy. Lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu liên tục 4 ngày. Cậu chưa quen thì mệt là phải rồi. Không, tôi không sao đâu. Này, cậu đừng cố sức quá. Hay là cậu về ngôi nhà nhỏ của câu lạc bộ mà nghỉ ngơi đi. Ở đó có nước nóng, thức ăn tươi ngon, sướng như là ông hoàng đấy. Cái gì? Còn có thời gian để mà nghỉ ngơi sao? Đương nhiên là cậu còn nhiều thời gian. Có điều trong lúc cậu nghỉ ngơi thì chúng tôi từ từ giành chức quán quân. Ha ha ha. Ha ha, ông Toratino thích nói đùa ghê. Hi hi.
thức ăn hả? Ồ, tổ ở phía trước ở lỗ số 10 vẫn còn chưa đánh xong. Cô Hanti, tôi đi bổ sung năng lượng một chút nhé. Tôi sẽ về ngay thôi. Năng lượng, hi hi, chào anh Mập. Chúng em định đi ra ngoài sân đây. Chúng nó ở đằng kia rồi. Cảm ơn mấy em nhiều nha, nhờ có mấy em mà anh cứu được quả bánh hồi này. Nếu anh có đánh vào rừng cây lần nữa, tụi em sẽ lại giúp cho. Đừng có nói gở, anh sẽ không đánh vào đó nữa đâu. Phải rồi, các em có đem theo cái gì ăn không? Hễ bị đói là anh cảm thấy run rẩy. Có rồi, đây là món mà anh thích nhất. Trong túi của cô Nosa còn có bánh mì kẹp thịt và trái cây đó cháu. Còn có trà nóng nữa đấy, anh Mập. Anh phải chừa phần cho chúng em đây nhé. Trong lúc căng thẳng như thế này mà cậu còn ăn được à? Chắc là do căng thẳng nên ăn cái gì cũng không ngon cả. Tuy kỹ thuật của cậu tốt thật, nhưng vào lúc này mà cậu cứ ăn uống như thế thì coi hồng được chút nào. Hi hi hi. Nước trà, có ngay. Hi hi, cho tụi em chụp chung với. Hey, này mấy đứa, bây làm gì thế? Ê, mấy đứa coi chừng làm đổ nước trà bây giờ. Ha ha ha. Ờ, sắp đến giờ rồi, đưa cho anh thêm một miếng nữa coi. Còn bánh mì kẹp thịt mà. Thôi, ăn như thế đủ rồi, bây giờ có tỷ giờ đâu, đến bao lâu nữa cũng được, cảm ơn nhé. Bây giờ để có thi đấu đến bao lâu nữa cũng được, cảm ơn nhé. Anh Mập, cố gắng lên nhé. Này, anh có nghe không, nó nói thi đấu bao lâu cũng được, nó đã quyết tâm thi đấu cho đến cùng đấy. Đợi chút, Teppy. Ơ, ông Long Cô, cậu đánh tốt lắm. Thật tình mà nói thì cậu đánh tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Dạ, cảm ơn, đó là nhờ ông chỉ bảo. Sắp đến 9 lỗ cuối, giờ phút quan trọng đấy. Cậu phải nhớ kỹ điều này, đừng để cho hai người kia phá cậu đấy. Hai người đó, ông nói là ông Alontino và Toratino hả? Trước kia tại vì cậu là người mới, lại là người nhỏ tuổi nên họ mới đàng hoàng với cậu như thế. Nhưng khi bước vào quyết đấu thì bản tính của những tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ lộ ra cho cậu xem. Ngoài việc hai người họ là những tuyển thủ cừ khôi đếm trên đầu ngón tay, cậu đừng quên họ còn là nổi tiếng là vua giật giải ở trên thế giới đấy. Phải rồi, vừa rồi khi Alontino đang chuẩn bị đánh thì ông Toratino lại kêu ông ấy dừng lại. Đó chỉ là bước đầu mà thôi, tiếp theo họ còn nhiều chiêu lợi hại hơn đấy. Tại vì tổ cuối cùng bắt đầu đánh rồi kìa. Dạ, được rồi ạ, tôi đến ngay. Cẩn thận nhé, Teppy, cứ theo tiến độ của cậu mà đánh. Dạ, cháu đi đây. Gậy gỗ số 1 à? Sao, đến trễ thế hả, Teppy? Tôi cứ tưởng cậu về câu lạc bộ tắm rửa rồi chứ. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Hắn nổi tiếng là vua tiền thưởng trên thế giới à? Tuy tài nghệ mình không bằng họ, nhưng mình cũng là vua tiền thưởng đấy. Mình không thể nào thua họ được. Có gió mạnh thổi từ phía bên trái đến kìa. Buổi trưa thường có những đám mây kỳ lạ xuất hiện. Xem ra trưa nay thời tiết sẽ xấu đi đấy. Lộ thứ 10 này là chỗ hẹp nhất đấy. Bánh sẽ lệch qua trái nhiều cho mà coi. Bóc vèo. Ồ, quả bánh đẹp quá, ở ngay giữa đường banh. Hay thật. Ồ, thì ra gió cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Cảm ơn. Ồ, thì ra gió không có ảnh hưởng gì mấy. Mục tiêu của mình là ở phía bên trái đường banh, bên hố cát, cho nên phương hướng ok. Từ từ nào, vừa rồi mặt gậy lỗ số gỗ số 1 của ông Toratino hình như hơi hướng ra phía bên trái một chút. Khi ông ta cầm gậy đánh giống như là định đánh lệch qua trái nhiều hơn, tay trái nắm rất sâu. Thì ra là như thế, hắn bắt đầu dở trò rồi ư, sao nhanh thế. Anh Mập, cố gắng lên nhé. Tuy hắn nói thế, nhưng mà bóng của mình không thật ổn định. Lỗ số 10, 325m, gậy tiêu chuẩn 4. Được, mình cứ liều nhắm thẳng qua phía bên trái một chút. Phải dựa theo gió mà bay vòng lại. Mì, xá, xíu, tóc. Ồ, quả bánh này có hơi lệch qua phía trái chăng? Nếu bay vào rừng cây, sẽ bị OB mất. Ồ, bánh quay lại rồi kìa. Gió thổi bánh vòng lại đấy. Teppy đã tính toán rồi đấy. Kịch kịch. Thành công rồi, bánh đã nằm ngay giữa đường banh. Quả banh thật tuyệt. Cảm ơn, ha ha. Hay lắm, nó là đứa rất thông minh. Đánh đẹp quá, cảm ơn.
Bánh đẹp quá, bánh của Alontino cũng ở giữa đường bánh. Bánh xa ghê. Phù, cái ông này tuyệt nhiên chẳng thèm để ý đến sức gió. Lỗ số 10, 325m gậy tiêu chuẩn 4, vị trí gậy thứ nhất của ba người. Ê, Tepi, tôi cứ tưởng cậu chỉ to gan, thì không ngờ cậu cũng tuyệt thật. Cảm ơn. 9 lỗ tiếp theo sẽ quyết định sự thắng bại của ba chúng ta đấy. Cậu phải hiểu rằng chúng tôi đã xem cậu như là những tuyển thủ chính thức rồi đấy. Xin ông nương tay cho. Thái độ của ông Toratino đã bắt đầu thay đổi rồi đấy. Ông Alontino cũng vậy. Bánh cách đồi quả khoảng 80m. Bên trái gió thổi mạnh quá. Cột cờ thì lại nằm sát phía bên trái. Thời tiết đã tốt mấy ngày liền. Lại thêm sự ảnh hưởng của gió. Đồi quả sẽ càng cứng hơn nhiều. Nên đánh thẳng lên đồi quả, chắc chắn bánh sẽ vượt quá xa đấy. Vị trí đẹp nhất vẫn là vượt qua hố cát một đoạn. Được, tôi đánh đây. Mi, xa, xíu. Sao rồi? Kịch. Hay lắm. Ở vào vị trí đẹp nhất rồi. Lăn tới bên cạnh cột cờ đi. À, ôi. Sao lại lăn xa như thế? Dừng lại đi. Ồ. Đừng lo lắng quá, tí có hơi xa. Nhưng bánh đã lên đồi quả một cách tuyệt vời đấy. Cảm ơn. Kịch. Đường bóng quá thấp. Lẽ nào lại sai lầm. Quả bánh tuyệt đẹp. Thì ra sở trường của ông Toratino là đánh đường bánh thấp, vòng đi lượn lại. Cừ thật, cảm ơn. Ồ, mình cứ tưởng là chỉ có đường bánh cao mới có thể vòng đi lượn lại chứ. Không ngờ ông ta lại có ngón độc chiêu này. Đây là đường bánh cao vòng đi lượn lại. Cực. Vèo. Tiếc quá, suýt nữa là vào lỗ rồi. Hay quá. Muchakariat. Cảm ơn. Lợi hại quá. Nếu mình dừng được bánh trên đồi quả như thế này thì hay thiết mấy. Đường bánh xuống dốc lệch trái khoảng 1m90. Chính xác lắm. Bánh lệch quá thì phải. Hay lắm, vào đi, vào. Lại thế nữa rồi. Tôi đánh trước. Đẹp quá. Vậy chuẩn tuyệt đẹp. Cảm ơn. Con Toratino trừ 17. Body tuyệt vời. Đây cũng là cú body nhẹ nhàng. Alontino trừ 17. Pepi trừ 16. Họ đánh vào một cách nhẹ nhàng. Anh Mập rơi xuống hạng 3 rồi. Đúng vậy. Phải có khí phách và ý chí đấy, Pepi. Không sao. Hãy còn 8 lỗ nữa. Thắng bại bây giờ mới bắt đầu đấy. Lỗ số 11, 162m, gậy tiêu chuẩn 3. Ở đây lại khác. Lỗ số 10, gió thổi từ bên phải qua. Gió càng lúc càng mạnh đấy. Cự ly tuy ngắn nhưng đồi quả ở lỗ này có hai đoạn. Nếu đánh bóng về phía đồi quả thì rắc rối to. Nếu không đánh tới bên trái của đồi quả thì ngay cả gậy tiêu chuẩn cũng khó mà đạt được. Phải lợi dụng hướng gió này để đánh tới phía trái đồi quả. Bóc, sao rồi? Quả này có hơi xa quá thì phải. Không, vừa đúng đấy, bánh sẽ bay vòng lại và sẽ bay tới bên cạnh cột cờ. Kịch. Cảm ơn. Bánh lăn tới bên cạnh cột cờ kia, hay quá. No, dừng lại đi. Dừng lại. Tõm. Ghét thật. Vì không muốn đánh qua bên trái nên bánh đi hơi sâu rồi, chán thật. Như thế mới thấy đổi quả rất là nghiêng. Đáng để ta tham khảo. Ở lỗ này gió quá mạnh. Nếu như bánh đánh bóng vòng đi lượn lại thì rất dễ bị thua. Cứ theo hướng gió mà nhắm ngay chính giữa là thượng sách. Tốc. Ồ, quả này bay tới chính giữa đồi quả. Bánh đẹp quá. Phương hướng tuy tốt nhưng có gió mạnh như thế mà bánh lại cao quá thì bánh bị gió thổi qua bên trái kia. Có lẽ bánh hơi xa một chút. Cái gì? No, nguy rồi. Không ngờ cả hai người đều bị thất bại ở quả đầu tiên. Đây đúng là cơ hội tốt để mình vươn lên. Thì cũng may là mình đánh sau cùng. Đây là cơ hội chuyển bại thành thắng đấy. Anh Mập, cố gắng lên. Ha ha, vào lúc này ai dạy gì mà đánh banh vòng đi lượn lại. Dựa vào hướng gió mà tính thì vị trí đẹp nhất là đánh banh tới bên trái cờ khoảng 5m. Phương hướng ok. Không nên đánh mạnh quá. Mi, xa, siêu, bóc. Sao? Sao rồi? Quả bánh này đẹp lắm, hay lắm.
Bánh bị gió thổi hướng đến đôi quả kia. Hay lắm, đến rồi, đến rồi. Hay lắm, đụng vào cột cờ. Rồi, cạch, á, à, không xong rồi, dừng lại mau. Dừng lại đi. Bánh ơi, tóm. Tại sao vậy, tại sao lại như thế? Ôi, sao vậy? Đen quá, tôi rất thông cảm với cậu Peppy. Đáng lẽ đánh như thế thì một gậy có thể đào lỗ hoặc là được body đấy. Thật là quả banh vừa rồi mình đã cố hết sức. Nhìn cậu kìa, ai mới vừa nói thắng bại bây giờ mới chỉ bắt đầu hả? Cậu mà có thái độ như thế thì nửa trận thắng lợi sẽ bỏ rơi cậu đấy. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù có nguy hiểm đến mấy cũng phải ngẩng cao đầu lên mà cười chứ. Dạ vâng, như vậy được không? Hi hi. Thấy rồi, hai quả đều ở dưới đấy ao. Xấu lắm đấy, xem ra muốn đánh cũng chẳng đánh được đâu. Ôi, chỉ còn cách chịu phạt một gậy đánh lại từ đầu thôi. Có điều đôi quả ở đây nghiêng về phía trước nhiều quá. Đã vậy độ nhấp nhô lại rất lớn. Nên đánh đến chỗ nào để banh có thể rơi xuống bên cạnh cột cờ đây? À phải rồi, mình có thể tham khảo cách đánh của ông Toratino. Xin mời. Ủa, tôi đang suy nghĩ phải đánh như thế nào cho banh ra khỏi ao nước. Vì vậy xin mời cậu đánh trước. Nhưng, ao sâu như thế tôi muốn đánh banh vọt ra ngoài ư? Cho nên tôi mới phải suy nghĩ đây. Chẳng lẽ cậu cũng muốn đánh banh ra khỏi ao nước ư? Không. Thế thì tôi đánh trước nhé. Xin mời từ từ mà đánh nhé. Khi bước vào quyết đấu thì bản chất của các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ lộ ra hết đấy. Đừng có quên họ còn là vua giật giải trên thế giới nữa đấy. Này, banh ở dưới nước sâu hơn 20 mét đấy. Ông Toratino làm cách nào để đánh banh ra khỏi nước đấy? Chả có gì thì giờ đâu lo nghĩ đến chuyện của người khác. Cứ tập trung tinh thần mà lo phần của mình. Nếu gậy này đánh tới bên cạnh cột cờ, đẩy thêm một gậy vào lỗ thì cũng chỉ là bogey thôi. Xung quanh đều là cỏ cứng cả. Thế thôi, đành phải ném bóng vậy. Cầu trời. Ô là la, nằm trong cỏ rậm à? Tiếp theo thì rắc rối lắm đấy. Mình phải đánh cho thật chắc, không được để vướng cỏ. Không khéo lại bị rơi xuống ao nước nữa đấy. Bóng phải rơi xuống ngay giữa đường biên của đồi quả và khu cỏ cứng. Phương hướng ok. Nhi xá xíu. Sao? Sao rồi? Thôi rồi, mình đánh mạnh quá rồi sao? Ôi, đâu phải tại mạnh quá đâu. Nó vốn phải lăn ra phía sau đồi quả mà. Ôi chao, từ dưới đánh lên mà cũng lăn quá vậy sao? Đồi quả nghiêng về phía sau. Nghĩ mãi mà chẳng có cách nào đánh bóng ra khỏi mặt nước được. Đành phải chọn theo cách của cậu thôi. Ủa, xin lỗi, tôi phải ném bóng đây. Xin nhường chỗ được không? Được thôi. Ủa, đó là chỗ mà mình vừa vặt cỏ kia mà. Để xem nào, nhân còn chưa quên đường bóng của Teppy. Chỗ banh rơi là ở khu cỏ cứng trước mặt đồi quả. Mì xá xíu. Hay lắm, cảm ơn. Ồ, cứu banh tuyệt lắm, lợi hại thật. Mình bị lừa rồi, tôi đánh trước nhé. Teppy, cậu làm ơn đánh dấu banh của cậu đi. Ủa, được. Xin lỗi, tôi không phát hiện ra. Không sao. Banh trong hố cát chẳng dễ đánh chút nào. Đồi quả rất trơn, nếu mạnh tay một chút thì banh sẽ lăn ra phía sau ngay. Ôi, hơi nhẹ rồi. Nu, tại mình quá sợ cái ao nước, mình thật vô dụng. Ôi, mọi người đều vất vả quá, cố lên nào. Tôi có thể dẫm lên đường banh của cậu đấy. Happy, cậu đánh trước nhé. Vậy sao? Thế thì tôi đánh trước. Không sao, ông có đạp lên đường banh của tôi cũng chẳng sao. Tôi đánh sau cũng được. Thôi được rồi, hay lắm, nó phát hiện mánh của hắn rồi. Đường đi của quả này khó lắm đây. Hết tập 46. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Goodbye.